Năm luận bàn về đường sắt cao tốc của Lào. Chúng ta thua Lào rồi, Lào có đường sắt cao tốc tốc độ 160 km/h, chạy từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc hết có 3 giờ thay vì 48 giờ như trước. Nhìn toa tàu cao tốc của Lào đẹp long lanh, trả bù cho đường sắt Cát Linh Hà Đông xấu quá. Khách Trung Quốc đi du lịch bằng tàu cao tốc qua Lào đến Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore đến các bãi biển của Thái Lan, Malaysia không sao Việt Nam nữa. Giờ thì hoa quả từ Thái Lan, Malaysia chạy lên thẳng Khung Minh, Trung Quốc sẽ không mua hoa quả từ các tỉnh nam bộ nữa đâu, chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội vàng. Đấy là những bình luận của nhiều facebooker những ngày qua sau sự kiện Trung Quốc bàn giao đoàn tàu cao tốc cho Lào, trên Facebook có khá nhiều bạn đang than thở như vậy, khi có một lĩnh vực gì đó mà các quốc gia láng giềng hơn mình mà không chịu suy xét cho kỹ, liệu dự án như vậy ở Việt Nam thì có nên làm hay không, có được quốc hội thông qua hay không, có được công luận ủng hộ hay không. Và đây là góc nhìn của cá nhân tôi, sau khi đọc một số bài báo nước ngoài xung quanh dự án đường sắt cao tốc của Lào, Thứ nhất, dự án đường sắt cao tốc 160 km một giờ trị giá 6,0 tỷ USD của Lào chiếm 30,97% GDP quốc gia. Có nghĩa là nó tương đương với dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam trị giá 113,97 tỷ USD. Nếu đầu tư 113,97 tỷ USD thì chắc chắn cả dân chúng, cả chuyên gia lẫn quốc hội Việt Nam chẳng ai ủng hộ, bỏ phiếu cho số tiền khổng lồ như thế. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam mới có 58,7 tỷ USD cho tốc độ 350 km một giờ, hoặc ít hơn là 26 tỷ USD cho tốc độ 220 km một giờ mà vẫn chưa được ủng hộ, chưa được phê duyệt. Thứ hai, vốn của dự án này là vốn vay thương mại không ưu đãi từ ngân hàng Trung Quốc với sự bảo trợ của BRI, chương trình một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Theo VKB, đến năm 2019, tổng nợ công của Lào là 68,29%, tổng nợ nước ngoài của Lào là 16,9 tỷ USD, trong đó 10,3 tỷ USD là nợ công. Còn ở Việt Nam, Quốc hội đang phê duyệt trần nợ công là 60% GDP và mức cảnh báo là 55%. Hiện tại nợ công của Việt Nam đang ở mức 53,3%. Có nghĩa là chắc chắn chúng ta không thể vay vốn nước ngoài, tăng nợ cao 68,29% để tham gia chương trình Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc như Lào. Vậy thì có gì đáng tiếc nhỉ? Thứ ba là hiệu quả kinh tế. Đoạn kết nối từ Bangkok đến Nam Con Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan phải cuối năm 2026 mới hoàn thành. Có nghĩa là việc kết nối... Viên Chăn, Bangkok phải mất 10 năm mới thông. Như vậy, trong vòng 5 đến 10 năm, với các khoản lỗ hoạt động có thể gây áp lực lớn cho chính phủ Lào bởi lượng khách từ Khăm Minh đến Viên Chăn thì không đáng kể. Thứ tư, đoạn đường sắt cao tốc Khăm Minh – Viên Chăn không thuộc sở hữu của Lào. Lào chỉ có 30% tổng cổ phần công ty liên doanh đường sắt Lào – Trung Quốc, bao gồm cả vốn đóng góp bằng tiền và nhượng quyền đất đai. Như vậy, thực chất, tuyến đường sắt cao tốc này là của Trung Quốc bởi họ chiếm cổ phần những 70%. Chắc chắn Việt Nam chúng ta chẳng ai ủng hộ một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam mà Trung Quốc sở hữu trên 50% cổ phần. Hơn nữa, công ty liên doanh ấy sở hữu cả hạ tầng đường sắt lẫn 22 nhà ga. Các bạn ca ngợi tàu cao tốc của Lào đẹp thế, đã có câu trả lời. Tàu đường sắt cao tốc của Trung Quốc chứ không phải của Lào, bởi Trung Quốc chiếm 70% cổ phần cơ mà. Thứ năm, các bạn lo khách Trung Quốc sẽ không sang Việt Nam nữa, mà họ đi tàu cao tốc đến thẳng Bangkok, Kuala Lumpur và các bãi biển của Thái Lan, Malaysia thì cũng bớt lo đi vì đến được Bangkok thì cũng phải mất 10 năm nữa, đến được Kuala Lumpur thì chắc 15 năm. Chưa kể, khách có tiền là khách Quảng Đông chứ không phải Quảng Tây. Họ đi tàu đến Nam Ninh, rồi đi đường bộ đến Hạ Long, Cát Bà, còn gần bằng nửa đường đến Khun Minh. Đến người còn trả lo, ít nhất là trong 10 năm tới. Thế thì lo gì hoa quả từ Thái Lan, Malaysia có thể thay thế hoa quả Nam Bộ Việt Nam nhập sang Trung Quốc. Tạm sơ lược 5 điểm về đường sắt cao tốc của Lào như vậy tuy nhiên tôi vẫn mong đây sẽ là tham chiếu tốt để việt nam chúng ta có quyết định sáng suốt khi phê duyệt và triển khai đường sắt cao tốc bắc nam